Việt Nam nghiêng về Trung Quốc hay đang cân bằng quan hệ? Ngày 9 tháng 4 năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho biết rằng Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt tốc độ cao nối từ hai thành phố cảng Quảng Ninh và Hải Phòng qua Hà Nội đến tỉnh Lào Cai giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và một tuyến từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn giáp khu vực Quảng Tây của Trung Quốc. Ngay sau khi xuất hiện, thông báo này đã khơi dậy phản ứng tức giận của các trang chống cộng, của nhóm người vẫn luôn hô hào rằng Việt Nam cần từ bỏ chính sách ngoại giao đa phương, chấm dứt quan hệ với Trung Quốc để kết đồng minh quân sự với Mỹ nhằm chống Trung Quốc. Trong khi các bài bình luận của họ có nhắc đến một số vấn đề đáng lưu ý như nguy cơ chậm tiến bộ và bẫy nợ từ Trung Quốc, thì phần kết luận của tất cả các bài đều đưa ra một quan điểm mang tính quy chụp rằng hai dự án đường sắt này cho thấy chính phủ Việt Nam đang muốn thể hiện lòng trung thành tận tụy với Bắc Kinh. Những nhận xét kiểu này đã vẽ ra một bức tranh khá xa với thực tế của chính sách đối ngoại mà Việt Nam áp dụng và chúng không có giá trị gì hơn ngoài một luận điệu tuyên truyền mang tính dân túy. Vì sao có thể nói như vậy? Để hiểu ý nghĩa của hai dự án đường sắt vừa nêu, ta không thể tách rời chúng khỏi bức tranh đối ngoại tổng thể của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Hai dự án đó liên quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác về đường sắt mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Và theo nhiều nhà phân tích nước ngoài, chuyến thăm đó của ông Tập không có cơ sở cho rằng Việt Nam đang nghiêng về Trung Quốc so với phương Tây, mà chỉ cho thấy Việt Nam đang kiên định đường lối ngoại giao độc lập, đa phương, làm bạn với nhiều nước trên tinh thần yêu chuộng hòa bình mà Việt Nam đã chọn. Cụ thể, nếu nhìn lại các hoạt động ngoại giao con thoi đã diễn ra trong 2 năm 2023 và 2024, ta sẽ thấy Việt Nam không chỉ tăng cường hợp tác với Trung Quốc, trong thời gian đó, Việt Nam cũng đã nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Úc và Nhật, tức ba nước còn lại trong nhóm tứ giác kim cương mà Mỹ lập ra để kiềm chế Trung Quốc. Việc nâng cấp quan hệ này không chỉ mang tính hình thức, mà còn lập tức mang lại những cơ hội hợp tác về mặt an ninh quốc phòng và kinh tế cho Việt Nam. Chẳng hạn ngày 28 tháng 3 năm 2024, tập đoàn Mitsui của Nhật Bản ra thông báo rằng họ đã thông qua quyết định đầu tư với Việt Nam trong dự án khai thác mỏ khí đốt ở Biển Đông. Khoản đầu tư của Mitsui cho dự án chủ yếu bao gồm lắp đặt thiết bị ngoài khơi và xây dựng tuyến đường ống sẽ là khoảng 740 triệu USD. Theo các chuyên gia, dự án hợp tác Việt-Nhật này nằm trong bối cảnh sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản và Mỹ, cũng như chiến lược quốc tế hóa vấn đề Biển Đông của Việt Nam. Tóm lại, nếu nhìn vào bối cảnh tổng thể và cái thực tế rằng trong khối ASEAN, Việt Nam là nước đã đối mặt với Trung Quốc trên Biển Đông một cách lâu dài và nhất quán nhất, ta sẽ thấy không có chuyện Việt Nam từ bỏ đường lối đối ngoại độc lập mà mình đã theo đuổi. Hai dự án đường sắt cao tốc là một cách để Việt Nam tận dụng các xung đột chính trị toàn cầu, sao cho chúng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thay vì để người dân bị cuốn vào chiến tranh và chịu tổn hại. Thêm nữa, không chỉ với Trung Quốc, các bộ, các ngành chức năng của Việt Nam thời gian qua tăng cường cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và các đối tác Mỹ, Úc, Nhật thống nhất nhằm hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược. Thế nhưng, chỉ mỗi nội dung các bộ ngành hợp tác làm việc với phía Trung Quốc là những thành phần, trang, nhóm nhân danh đấu tranh dân chủ cho Việt Nam bị xuyên tạc, bóp méo. Khác với chính phủ Việt Nam, các thành phần chống cộng không thể đề nghị một chính sách đối ngoại được xây dựng dựa trên vị thế độc lập và hòa bình, vì họ lại thuộc hoàn toàn vào Mỹ và các đồng minh phương Tây. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu gọi Việt Nam bỏ Trung Quốc theo Mỹ, để rồi mắc nợ và lệ thuộc vào Mỹ, vì họ đã bị đánh bật ra khỏi xã hội Việt Nam và hầu như chỉ còn hoạt động ở hải ngoại. Họ muốn Việt Nam chìm trong chiến tranh, khủng hoảng và ngoại thuộc, nhằm tạo điều kiện cho họ về nước hoạt động dưới ô dù phương Tây. Trên điểm này, thành phần chống cộng không những đối nghịch với chính sách đối ngoại của Việt Nam mà còn đối nghịch với lợi ích của đa số người dân trong nước.